Facebook. Hồng Trần, founder người Việt khởi nghiệp vang danh thung lũng Silicon. Chân dung Hồng Trần. Trần Việt Hùng, sinh năm 1980. Được coi là kỹ sư tài năng trăm năm có một, anh có triết lý tuyển người tài rất đặc biệt, đó là anh luôn luôn tìm những người giỏi hơn mình, rồi tự sa thải mình khỏi những việc đang làm. Trần Việt Hùng là nhà sáng lập của GotX, một trong số ít các startup Việt thành công tại thung lũng Silicon tính đến thời điểm này. Anh tốt nghiệp Đại học Bách Khoa và sau đó nhận được học bổng từ chính phủ Mỹ, khởi nghiệp từ năm 2011 khi còn đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học máy tính tại Đại học Laswa, Mỹ. Hiện doanh nghiệp của Hùng Trần đã có trụ sở ở 3 quốc gia là Silicon Valley, Mỹ, Ấn Độ và Việt Nam, với khoảng 85 nhân sự, trong đó không ít người là lãnh đạo hay kỹ sư giỏi, từng làm việc trong các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới. Kỹ sư tài năng trăm năm có một. Hùng Trần tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội, là tiến sĩ khoa học máy tính, Đại học Iowa, Mỹ. Anh là founder, CEO của GotX, một startup công nghệ đang phát triển chóng mặt để có thể trở thành một startup kỳ lân, hay còn được biết đến là công ty khởi nghiệp được định giá từ 1 tỷ đô la Mỹ. GotX là một ứng dụng giáo dục trên điện thoại được xây dựng trên nền tảng hỏi đáp, được thành lập từ giữa năm 2011. GotX hiện thường xuyên ở trong top 10 ứng dụng giáo dục tại Apple App Store Mỹ và đã từng đứng thứ 2 chỉ sau EthinSeal. Giờ đây, GotX là công ty platform tập trung vào kiến thức. Hùng Trần muốn biến GotX trở thành hệ sinh thái, công ty công nghệ có sức ảnh hưởng toàn cầu. Hiện GotX đang tích cực xây dựng hệ sinh thái công nghệ tại Việt Nam với nhiều hoạt động thúc đẩy và hỗ trợ những bạn trẻ có thể lập trình. GotX tuyển chọn những sinh viên từ năm thứ 3, thậm chí hiện nay nhân sự trẻ nhất chỉ mới 13 tuổi. Đánh đúng vào thị yếu người dùng. Thời gian đầu khi lập ra GotX, anh từng thuê một vị CEO người Mỹ. Sau một thời gian, anh quyết định đường ai nấy đi vì mọi việc không đi theo quỹ đạo mong muốn, và anh tự mình học hỏi thật nhanh và thật nhiều để có thể điều hành mọi việc. Ứng dụng đầu tiên được xây dựng trên nền tảng của GotX nhắm vào lĩnh vực giáo dục, cụ thể là học sinh phổ thông và sinh viên đại học. Ứng dụng này được thiết kế dựa trên các hiểu biết sâu sắc về đối tượng người dùng. Hàng ngày họ gửi ảnh lên mạng xã hội và chat trên điện thoại thông minh như một bản năng tự nhiên, vì họ đã quen sử dụng các app lớn như Facebook, Snapchat và Instagram. Trong khi rất nhiều startup còn đang mải mê suy nghĩ nên chạy thử sản phẩm nào, thì Hùng và các cộng sự xây dựng một nền tảng chia sẻ kiến thức theo yêu cầu để bất kỳ ai khi có một câu hỏi hoặc một khái niệm nào đó cần học có thể kết nối trực tiếp với một chuyên gia, và trong vòng 10 phút, chuyên gia sẽ giảng giải và giúp họ tìm ra câu trả lời. Theo Trần Việt Hùng, quy mô, sản phẩm và trách nhiệm là ba thứ anh tự hào nhất về GotX, nhưng anh đau đáu trong lòng về những thứ mà anh và cộng sự chưa hài lòng lắm, mà theo anh, đáng lẽ có thể làm tốt hơn. Startup điên khùng trong mắt các nhà đầu tư. GotX chuyển sang Silicon Valley từ tháng 10 năm 2013 để phát triển sản phẩm và xây dựng đội ngũ. Hiện tại GotX đã huy động vốn qua các vòng Angel, Seed và Series A. Thực tế rất ít công ty có khả năng vừa tạo ra giá trị tốt về mặt tài chính, vừa có ảnh hưởng về xã hội, nhưng GotX làm được điều đó. Đây chính là lý do mà các nhà đầu tư nổi tiếng như Capricorn Investment Group đã đứng ra chống lưng cho GotX. Một cách thẳng thắn, Hùng Trần thừa nhận công ty vẫn có thể bị thất bại trong quá trình tăng trưởng, nhưng anh tin rằng trong tương lai gần, GotX có thể trở thành một startup kỳ lân. Định giá của công ty phải lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. Là người Việt thành lập startup tại Mỹ rồi tung ra sản phẩm có ảnh hưởng toàn cầu, Trần Việt Hùng từ một nhà khoa học thuần túy chuyển sang làm giám đốc điều hành của một startup và có thể trở thành một công dân toàn cầu. Đặc biệt, điều này càng có ý nghĩa hơn khi thế hệ mới gần như chưa có founder người Việt nào thành công vang dội ở Silicon Valley. Anh có thể sẽ thành một tiền lệ để thế hệ người Việt tiếp theo khởi nghiệp tại đây có hồ sơ đẹp hơn trong mắt các nhà đầu tư. Trong một lần phỏng vấn, anh chia sẻ, các nhà sáng lập cần tập trung cao độ vào việc xây dựng sản phẩm hoặc dịch vụ. Đó là cách duy nhất làm tăng xác suất thành công của các bạn. Xét cho cùng thì khách hàng là người quyết định số phận startup của bạn, và nếu không có một sản phẩm hoặc dịch vụ tốt thì làm sao mà bạn có thể thuyết phục được. Bí quyết tuyển người tài. Triết lý của GotX là luôn luôn tìm những người giỏi hơn mình, tự sa thải mình khỏi những việc đang làm. Có thể hình dung đơn giản rằng, nếu như ban đầu founder đảm nhiệm tất cả công việc kể cả quét nhà, thì khi công ty tiếp tục phát triển đến một mức nhất định, chúng ta buộc phải tìm thêm đồng đội. Chính anh Hùng Trần đã từng có trải nghiệm như vậy vào hồi năm 2014,
Sau khi sản phẩm được thị trường đón nhận, GotX bắt đầu tăng trưởng rất nhanh, đến nỗi không đủ cung ứng cho khách hàng. Cả công ty lúc ấy tìm đủ mọi cách cũng không sao xoay sở và cung cấp kịp. Công ty đứng trước bài toán, hoặc chấp nhận với khả năng cung ứng hiện tại, hoặc tìm thêm người để công ty có thể tăng trưởng hơn nữa. Không ngạc nhiên khi vị founder chọn phương án số 2, anh dùng mạng lưới mối quan hệ của mình để tiếp cận với những người tài từ các công ty startup nổi tiếng. Các bạn thấy nhân vật đặc biệt của Việt Nam chúng ta thế nào? Hãy để lại ý kiến cá nhân của mình và đừng quên đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage.